Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 18 đề si mét vuông, mét vuông, mm vuông. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách kết nối bằng cách là các em gõ từ khóa toán 4 kết nối thành đô Vlog. Rồi trước hết là các em vào phần khám phá. Mai nói chuyện với robot, tớ sẽ nát nền ngôi nhà đồ chơi bằng 100 hình vuông cạnh 1 cm. Robot nói: vậy thì diện tích sàn nhà là 100 cm² hay 1 dm² đấy. Chúng ta đã được học đơn vị đo diện tích là cm² rồi. Thì trong bài hôm nay chúng ta học thêm một đơn vị đo diện tích lớn hơn cm², đó chính là dm². Rồi các em hình dung, chúng ta có một ô vuông cạnh là 1 cm. Ô vuông có cạnh 1 cm thì diện tích của ô vuông này là 1 cm². Rồi ta có một ô vuông, hai ô vuông, ba ô vuông, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một hàng có 10 ô vuông. Hàng này có độ dài là 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cm. Các em đổi 10 cm bằng 1 dm. Bây giờ chúng ta lấy 10 hàng như thế này. 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng, 10 hàng. Chúng ta được một hình vuông có cạnh dài 1 dm. Hình vuông có cạnh dài 1 dm thì diện tích của hình vuông là 1 dm². Ta nói dm² là đơn vị đo diện tích. Dm² là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dm. Dm² viết tắt là dm và các em viết thêm một chữ số 2 nhỏ ở trên đầu. 1 dm² bằng bao nhiêu cm². À, cái hình vuông lớn này có diện tích là 1 dm². Hình vuông lớn này gồm 10 hàng. Mỗi hàng có 10 ô vuông nhỏ. Vậy 10 hàng thì có tất cả là 10 x 10 bằng 100 ô vuông. Mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm². Vậy 100 ô vuông có diện tích là 100 cm². Ta nói 1 dm² bằng 100 cm². 1 dm² bằng 100 cm². Các em cũng có thể nói ngược lại, 100 cm² bằng 1 dm². Rồi để cụ thể hơn, các em vào phần bài tập. Bài tập số 1, hoàn thành bảng sau theo mẫu. Đọc, viết, chúng ta có mẫu như sau. Đọc 24 dm², các em viết. Trước hết là các em viết số 24 dm², được chưa? 340 dm², trước hết là các em viết 340. Rồi, đơn vị dm². Rồi tiếp theo viết 1005 dm², các em đọc 1005 dm². Các em nhớ khi đọc là ninh năm thì năm các em đọc là n thấp. Còn khi đọc là 10 năm hoặc 10 năm thì các em đọc năm là n cao. 5000 dm², các em viết số 5000. Rồi, đơn vị đo dm². Bài tập số 2,
các em điền số thích hợp vào các ô trống. Câu A, 3 decimet vuông bằng bao nhiêu centimet vuông? Trước hết là các em phải nắm được những gì mà chúng ta vừa học ở phần trên. 1 decimet vuông bằng 100 cm vuông. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, 100 cm vuông bằng 1 decimet vuông. Rồi, 1 decimet vuông bằng 100 cm vuông. Vậy 3 decimet vuông thì bằng 300 cm vuông. 1 bằng 100, vậy 3 bằng 300. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại là 300 cm vuông bằng 3 decimet vuông. B, 6 decimet vuông bằng bao nhiêu centimet vuông? 1 bằng 100, vậy 6 bằng 600 cm vuông. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, 600 cm vuông bằng 6 decimet vuông. 6 decimet vuông 50 cm vuông bằng bao nhiêu centimet vuông? Ta biết là 6 decimet vuông. 6 decimet vuông bằng 600 cm vuông. Các em cộng thêm 50 cm vuông. 600 cộng 50 bằng 650 cm vuông. 650. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Quan sát hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng. A, B, C. Câu A, diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật. Đúng hay sai? Muốn biết đúng hay sai, trước hết chúng ta phải tính diện tích của hình vuông, tính diện tích của hình chữ nhật. Sau đó là các em so sánh. Hình vuông có cạnh là 2 decimet thì diện tích của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó, tức là bằng 2 nhân 2. 2 nhân 2 bằng 4. Đơn vị đo là decimet vuông. Diện tích của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có chiều dài là 80 cm, chiều rộng là 5 cm. Diện tích của hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Ta lấy 80 nhân 5 bằng 400 cm vuông. Ở đây là cm thì diện tích là cm vuông. Ở đây là decimet thì diện tích là decimet vuông. Ta nhận xét diện tích của hai hình có đơn vị đo khác nhau. Vậy các em phải đổi để cho cùng đơn vị đo. Ta biết là 100 cm vuông bằng 1 decimet vuông, tức là các em bớt đi 2 chữ số 0. Vậy 400 cm vuông, các em bớt đi 2 chữ số 0, ta được 4 decimet vuông. Diện tích của hình vuông là 4 decimet vuông. Diện tích của hình chữ nhật cũng là 4 decimet vuông. Vậy diện tích của hai hình bằng nhau. A, diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là sai. B, diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật là đúng. C, diện tích hình vuông bé hơn diện tích hình chữ nhật là sai. Vậy các em chọn đáp án B. Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.